với nhan sắc thật của mẹ bé Tin Tin. Biết bé Tin Tin điển trai đã choáng, nhan sắc mẹ bé còn sốc hơn. Bé Tin Tin bụ bẩm, đáng yêu không ngờ lại có bố và mẹ đều đẹp thế này. Tin Tin là một trong số các sao nhí hiện nay rất được ưa thích. Mới 4 tuổi, bé đã trở nên nổi tiếng nhờ bản lĩnh đứng trên sân khấu của mình. Tuy nhiên, khi biết hoàn cảnh gia đình của Tin Tin thì ai cũng phải tiếc thay. Bố mẹ Tin Tin ly thân trước khi cậu sinh ra. Tin Tin là do một tay ông bà ngoại và mẹ nuôi dưỡng và thỉnh thoảng mới được gặp bố. Sau khi nổi tiếng, bố mẹ đẻ của bé cũng được mọi người chú ý không kém. Bố của Tin Tin là ca sĩ trẻ Dương Hiếu Nghĩa, sinh năm 1991, hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn mẹ bé thì rất ít khi lộ mặt trước công chúng và hiện tại là quản lý cho bé Tin Tin. Sau khi nổi tiếng, bố ruột của Tin Tin cũng được rất nhiều người chú ý. Yêu và có con với mẹ Tin Tin từ khi còn rất trẻ mà sự nghiệp ca hát chưa phát triển, nên cả hai quyết định chia tay, cả hai thậm chí còn chưa có một đám cưới đúng nghĩa. Tuy ly thân và không bên cạnh con, nhưng hàng tuần Dương Hiếu Nghĩa vẫn về thăm và tặng quà cho Tin Tin. Tin Tin có ngoại hình khá bụ bẩm, nên khi biết bố ruột của bé quá điển trai, ai cũng ngạc nhiên. Còn mẹ của Tin Tin khá kín tiếng, thời gian con trai đi diễn cô chỉ đứng sau cánh gà và ngại chụp hình. Lần lộ mặt duy nhất trước công chúng là vào ngày sinh nhật của bé và ngoại hình cũng gây choáng không kém. Có thể thấy mẹ bé Tin Tin còn rất trẻ và khá xinh đẹp. Tên thật của cô là Trần Thị Thanh Thảo, sinh năm 1993. Hiện tại, công việc của cô là chăm lo cho Tin Tin và thỉnh thoảng đưa bé đi show. Ít khi lộ mặt trước truyền thông, nhưng hình ảnh trên Facebook cá nhân của mẹ bé Tin Tin rất bạo dạn. Theo hình ảnh trên Facebook, nhiều người cho rằng mẹ của Tin Tin đang hẹn hò với diễn viên Phùng Ngọc Huy. Tiết lộ bí mật về mẹ ruột của thần đồng Tin Tin. Sau bố Dương Hiếu Nghĩa, mẹ của thần đồng Tin Tin là ai? Đang là câu hỏi được cư dân mạng quan tâm. Thần đồng Tin Tin, Dương Quốc Anh, sinh năm 2011, trở thành cái tên nổi đình đám trên mạng với các tài năng ca hát, nhảy múa, nói chuyện như người lớn trong game show Người Hùng Tí Hon. Vừa qua, cuộc sống đời thường của Tin Tin được hé lộ, khiến không ít người ngỡ ngàng. Theo đó, Tin Tin đang sinh sống cùng ông bà ngoại và mẹ trong căn nhà khang trang ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là thông tin bố ruột Tin Tin chính là ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa, sinh năm 1991 tại Cần Thơ, hiện làm ca sĩ tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà ngoại Tin Tin kể với phóng viên rằng mẹ Tin Tin là một cô giáo xinh đẹp. Năm 18 tuổi, cô đem lòng yêu ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa và Tin ra đời. Tuy nhiên không có một đám cưới nào diễn ra. Tin Tin lớn lên cùng ông bà và mẹ. Người bố dường như vắng bóng trong suốt quãng thời gian thơ ấu của em. Tuy nhiên bố Tin không bỏ con hoàn toàn vì bận rộn công việc nên hàng tuần anh ghé về nhà một lần, có khi lại ngủ qua đêm. Mẹ cháu còn non người lắm, chẳng biết gì đâu, tất cả mọi thứ đều giao cả cho ông bà. Tin Tin xem mẹ như chị, cháu chỉ biết mỗi ông bà ngoại thôi, bà ngoại Tin chia sẻ. Trong bài phỏng vấn mới nhất trên báo chí, Dương Hiếu Nghĩa thừa nhận con trai Tin Tin đã giúp tên tuổi của anh được mọi người chú ý hơn. Anh cũng có dịp được đứng chung sân khấu biểu diễn cùng con và được đông đảo khán giả ủng hộ. Theo đó, Dương Hiếu Nghĩa không giấu con. Các anh em nghệ sĩ trong nghề đều biết Tin là con trai của anh. Kể từ khi Tin Tin nổi tiếng, cuộc sống của Dương Hiếu Nghĩa vẫn bình thường, không có quá nhiều thay đổi. Tâm sự về việc quyết định cùng người yêu sinh con khi vừa 20 tuổi, sự nghiệp ca hát mới bắt đầu, chàng ca sĩ giải bày: "Khi ấy tôi và cô ấy khá trẻ, tôi mới đi hát và thu nhập không ổn định, song cả hai vẫn quyết định sinh em bé. Mẹ bé rất thích có con, chúng tôi rất nỗ lực trong việc nuôi bé." Tuy nhiên khi Tin Tin 2 tuổi, tình cảm giữa Dương Hiếu Nghĩa và bạn gái bắt đầu rạn nứt, không còn tiếng nói chung nên dẫn đến đường ai nấy đi. Dù không thường xuyên ở cạnh con, nhưng cha mẹ cô ấy hiểu, thông cảm cho tôi. Mỗi tuần tôi thường ghé về thăm một lần, ông bố 25 tuổi cho hay. Chỉ qua lời kể của Dương Hiếu Nghĩa và gia đình ngoại Tin Tin, mọi người biết khá nhiều thông tin về mẹ bé, nhưng chưa hề nhìn thấy chân dung của cô ra sao. Trên mạng, nhiều thành viên chia sẻ lại khá nhiều hình ảnh Dương Hiếu Nghĩa thân mật với các hot girl tham gia đóng MV chung với anh khi mới vào nghề. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình cảm thân mật. Không ít nhận định cho rằng một trong các cô gái này là mối tình năm 18 tuổi của nam ca sĩ sinh năm 1991. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Đến nay, chân dung của mẹ Tin Tin vẫn là một bí ẩn khiến dân mạng tò mò. Dù đã chia tay, nhưng Dương Hiếu Nghĩa khẳng định anh vẫn làm tròn trách nhiệm làm cha đối với Tin Tin. "Mẹ Tin hiểu tôi, nên cả hai không có bất kỳ mâu thuẫn nào mà vẫn làm bạn sau chia tay.
Cô ấy xem tôi như anh trai, khi cần vẫn hỏi chuyện tôi để nghe góp ý, Dương Hiếu Nghĩa chia sẻ trong bài phỏng vấn. Vì không muốn con trai cảm thấy thiếu vắng bố mẹ, nên Dương Hiếu Nghĩa vẫn giữ tốt các mối quan hệ. Hiện Dương Hiếu Nghĩa đã có bạn gái mới, Dương Hiếu Nghĩa chia sẻ hết quá khứ của mình và được người yêu chấp nhận. Thậm chí cô còn tỏ ra đồng cảm và khuyên anh thường xuyên quan tâm chăm sóc Tinh Tinh nhiều hơn. Tinh Tinh đang học mẫu giáo và sắp vào lớp 1. Sau thời gian đi diễn, Tinh Tinh về nhà chơi với ông bà ngoại. Em chẳng có một người bạn nào trong xóm. Chính điều này cũng khiến ông bà lo lắng vì sợ em cô độc và già trước tuổi. Gia đình tôi biết thế nhưng cũng đành chịu thôi. Chỉ mong Tinh vào lớp 1, mọi chuyện sẽ khác hơn. Bà ngoại Tinh chia sẻ với phóng viên. Trái ngược với ngoại hình mũm mĩm như hiện tại, lúc 8 tháng tuổi, mẹ Tinh đòi mổ lấy con ra. Chào đời sớm nên Tinh rất nhỏ và yếu, thường xuyên bị bệnh. Do suy dinh dưỡng nên bà ngoại nuôi khá vất vả. Có lần Tinh bị tay chân miệng rất nặng, gia đình cứ nghĩ em đã không qua khỏi. Nhưng sau biến cố đầu đời, em bỗng lớn nhanh hơn, thân hình bắt đầu mũm mĩm khiến ai cũng vui lòng. Năm 2 tuổi, Tinh Tinh bộc lộ khả năng nghệ thuật. Ông bà ngoại không khỏi ngỡ ngàng khi một lần đi công viên, Tinh Tinh lấy cây khô nói đây là micro, rồi nhảy múa, ca hát. Dù tiếng Việt nói tiếng được tiếng mất, nhưng đã muốn thành ca sĩ. Về tương lai của con trai, Dương Hiếu Nghĩa cho biết gia đình vẫn đặt việc học hành lên hàng đầu. Sau đó nếu bé vẫn đam mê nghệ thuật, thì mọi người vẫn hỗ trợ. Ba mẹ thần đồng Tinh Tinh đứng bên nhau trong sinh nhật con trai. Chia tay từ năm 2013, ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa và người cũ ít có dịp gặp gỡ. Trong sinh nhật lần thứ 6 của con trai, cả hai mới cùng xuất hiện trên sân khấu. Tối ngày 10 tháng 6, thần đồng diễn xuất Tinh Tinh được gia đình tổ chức sinh nhật lần thứ 6 tại một nhà hàng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Quán quân người hùng tí hon mùa 2 ăn mặc đẹp, tóc vuốt keo khá đều và đến từ sớm chơi cùng các bạn. Ba của Tinh Tinh, ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa từ chối toàn bộ lời mời diễn vào cuối tuần để dành thời gian đến mừng tuổi con trai cưng. Trước đây, mẹ của thần đồng diễn xuất 6 tuổi thường xuyên từ chối xuất hiện hoặc chụp ảnh. Trong dịp này, ba mẹ trẻ mới lên sân khấu để cùng con trai thổi nến mừng tuổi mới. Tuy nhiên, cô vẫn giữ khoảng cách với người cũ. Ba ngoại Tinh Tinh chia sẻ, từ năm 18 tuổi, con gái của mình đem lòng yêu ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa và Tinh Tinh ra đời. Tuy nhiên, không có một đám cưới nào diễn ra. Từ khi chào đời, Tinh Tinh lớn lên cùng ông bà ngoại và mẹ. Dương Hiếu Nghĩa thường xuyên đi diễn xa nên ít gần gũi với con trai. Nhưng hàng tuần, anh vẫn về thăm và cho con trai nhiều quà. Nam ca sĩ sinh năm 1991 từng tâm sự, khi có Tinh Tinh, cả hai đều rất trẻ, thu nhập không ổn định. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết định sinh con và cùng nỗ lực trong việc nuôi nấng. Sau 2 năm tình cảm rạn nứt, họ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định chia tay. Trong tiệc sinh nhật, ba con Dương Hiếu Nghĩa và Tinh Tinh còn đứng chung trên sân khấu và biểu diễn phục vụ khán giả. Cả hai kết hợp ăn ý vì trước đây từng song ca nhiều trên sân khấu. Thần đồng Tinh Tinh tên thật là Dương Quốc Anh, sinh năm 2011. Em trở thành cái tên nổi đình đám trên mạng với khả năng ca hát, nhảy múa, nói chuyện như người lớn trong game show Người Hùng Tí Hon. Nhiều người đặt cho em biệt danh thần đồng diễn xuất. Hiện lịch đi diễn của em không kém ca sĩ nổi tiếng nào. Ai cũng biết mặt cô Tin và Tin Tin, nhưng tên thật của hai bé thì không hẳn. Song Tin sở hữu tên thật rất hay, nhưng khán giả đã khá quen thuộc với nghệ danh của hai em. Nhắc tới thế hệ sau nhí hiện nay, sẽ là một thiếu sót nếu không đề cập tới hai tên tuổi của hai cậu nhóc, Cu Tin và Tin Tin. Với ngoại hình mẫn mỉm, tròn trịa, khả năng ca hát, nhảy múa và nói chuyện lanh lỏi như người lớn, Song Tin nhận được sự quan tâm của hàng triệu cô chú hâm mộ trên khắp cả nước. Các clip có sự xuất hiện của bộ đôi cũng nhanh chóng thu hút vô số lượt xem cùng loạt bình luận thích thú. Tuy vậy, khi được hỏi về tên thật của Cu Tin và Tin Tin, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy bối rối và gần như không có bất cứ khái niệm nào trong đầu. Bởi tất cả đã quá đổi quen thuộc với hai nghệ danh siêu đáng yêu, dễ thương kia. Ít ai biết Cu Tin có tên thật là Huỳnh Minh Hoàng,
Còn Tin Tin cũng sở hữu tên thật rất hay là Dương Quốc Anh. Dù còn nhỏ, cô Tin và Tin Tin đã có khả năng kiếm tiền khủng. Song Tin khiến nhiều cô chú phát cuồng vì độ đáng yêu, lanh lợi. Cậu bé sinh năm 2011, từng là thí sinh trong chương trình thách thức danh hài Người Hùng Tí Hon. Năng khiếu của em là nghe nhạc, quan sát những điệu nhảy qua TV, rồi nhớ và làm theo hết sức thuần thục, chính xác, không cần ai chỉ dẫn. Tin Tin chính là quán quân Người Hùng Tí Hon năm 2016. Ngoài ca hát, cậu bé 6 tuổi còn có khả năng diễn xuất, nhảy múa. Từ nhỏ, Tin Tin đã có cơ hội đi diễn khắp các sân khấu, tụ điểm chính ở các tỉnh miền Tây, cũng như phát hành MV ca nhạc chuyên nghiệp. Take a body's high.